Tạp chí Tri thức và đời sống xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, kỳ này tạp chí xin được gửi tới những tin bài sau đây: trang tin hoạt động hội, tin hoạt động của các đơn vị Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Ba Đình, Tây Hồ, Hà Đông và Thanh Xuân. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 với bài Người khiếm thị thủ đô Hà Nội luôn thực hiện lời dạy của Bác, tàn như không phế, tác giả Bùi Ngọc Song. Bài dự thi cuộc thi viết Người khiếm thị thủ đô thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tàn như không phế năm 2021. Văn nghệ bài Miền Trung nhớ Bác, trình bày Đức Mạnh, Hội Người mù Đông Anh. Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Danh ngôn. Chuyên mục phổ biến kiến thức với bài Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19. Văn nghệ bài Hà Nội mùa thu, trình bày Hoàng Mạnh Cường. Chuyên mục dòng cảm xúc với bài Cảm xúc tốt nghiệp. Chuyên mục chân dung cán bộ hội viên với bài Một người khiếm thị tự lập, nhanh nhạy, tác giả Đinh Thị Huyền, Hội Người mù Chương Mỹ. Bài dự thi cuộc thi viết Người khiếm thị thủ đô thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tàn như không phế năm 2021. Trang thơ của cán bộ hội viên với các bài thơ của các tác giả Đàm Quyết Tiến, Hội Người mù huyện Phúc Thọ, tác giả Cấn Thị Thật và Phụ Tý, Hội Người mù Cầu Giấy. Trời thu, chiến sĩ xung kích, rắn giỏi tình cha. Văn nghệ bài Sang Lệch Chênh, trình bày Văn Hoan, Hội Người mù quận Đống Đa. Người mù đó đây với bài Gặp gỡ nhà phát minh khiếm thị và chiếc gậy thông minh thay đổi cuộc sống. Tủ sách pháp luật, một số quy định của thông tư 02/2021/TT-GANG Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2021/ND-CP ngày 15 tháng 3, 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Văn nghệ bài Người mẹ làng Sen, trình bày Hồng Diên. Lịch sử hình thành và phát triển của nghề tẩm quất phần 2, các chức năng của nghề tẩm quất, tác giả Trần Trung Hiếu. Lời cảm ơn của ban biên tập